Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Suzuki L7 Bước sang năm mới 2024 Ngay từ những ngày đầu năm Bên em đã có chính sách xả kho xe XL7 Cho phiên bản tiêu chuẩn VIN 2023 Giảm gần 20 triệu tiền mặt So với thời điểm tháng 12 năm ngoái vừa rồi Với tầm tiền ra biển số lan bánh Trên dưới 600 triệu Cho một chiếc xe MPV 7 chỗ Thì đây là một sự lựa chọn đáng để anh em quan tâm Tại thời điểm này và mời anh em cùng xem video cụ thể về chi tiết giá bán, chi phí ra biển số lan bánh và trả góp của XL7 thời điểm tháng 1 2024 này. Mẫu xe XL7 là mẫu xe MPV 7 chỗ được nhập khẩu nguyên chiếc. XL7 cạnh tranh trực tiếp với chiếc Mitsubishi Xpander, Toyota Venus Honda BRV, Hyundai Stargazer, Kia Carens và một số những mẫu xe 7 chỗ tầm trung khác. XL7 có hai phiên bản để anh em lựa chọn đó là XL7 bản tiêu chuẩn và XL7 bản sport hay bản nâng cấp nhưng hiện tại thời điểm này chỉ có một sự lựa chọn duy nhất cho anh em đó là chiếc XL7 bản tiêu chuẩn sản xuất 2023 và có đầy đủ màu chính sách bán hàng của hãng xe Suzuki không phân vùng thị trường anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và hiện tại showroom Benem ở Hà Nội em hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em anh em ở các tỉnh xa anh em muốn mua xe ngoài showroom bên em, thì anh em nên cân đối thêm cho em chi phí vận chuyển và đi lại về hình thức mua bán, anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Giá xe ra biển số lăn bánh của hai hình thức này thì đều như nhau. Có điều trả góp anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thất vỏ và sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên Và có một số những thông tin trả góp em cập nhật cho anh em như sau. Anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 80% giá trị xe áp dụng cho chiếc XL7. So với các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc khác, anh em được vay đến 85% giá trị xe như vậy anh em cần phải chuẩn bị số tiền thấp nhất là 20% giá trị xe ban đầu cùng với các khoản chi phí đăng ký. Về thời gian vay, anh em được vay tối đa là 8 năm, tối thiểu là 3 năm cùng với mức lãi suất ưu đãi khoảng 0,8% trong một tháng trong năm đầu, năm thứ hai trở đi biên độ là khoảng 1%. Và cụ thể, chính sách bán hàng của XL7 bản tiêu chuẩn VIN 2023 thời điểm những ngày đầu tháng 1 năm 2024 như sau. Giá bán cho anh em bây giờ chỉ còn có 505 triệu. Như vậy là đã giảm gần 100 triệu so với giá đất biết so với tháng 12 vừa rồi thì giảm thêm gần 20 triệu. Ngoài ra vẫn sẽ tặng thêm anh em một số những phụ kiện cơ bản khác. Từ giá bán 505 triệu, giá xe ra biển số lăn bánh tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội sẽ là 599 triệu. Mua xe đăng ký biển tỉnh áp thuế 12% sẽ là 579 triệu. Mua xe đăng ký biển tỉnh áp thuế 10% sẽ là 567 triệu và mua xe đăng ký biển Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 587 triệu giá xe ra biển số đang bánh trên em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài anh em lưu ý giá xe ra biển số đang bánh trên là anh em tự đi đăng ký và anh em ở tỉnh xa thì anh em nên cân đối thêm những chi phí vận chuyển đi lại để ra ngoài em lấy xe trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp anh em vay ngân hàng tối đa lên đến, đến 80% giá trị xe như vậy thì anh em cần phải chuẩn bị 20% giá trị xe ban đầu cùng với các khoản chi phí đăng ký Và anh em đã tính cái số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau Anh em ở Hà Nội cần phải chuẩn bị là 195 triệu Ở các tỉnh áp thuế 12% sẽ là 175 triệu Ở các tỉnh áp thuế 10% sẽ là 163 triệu Và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 183 triệu Ngoài ra anh em sẽ mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 7 triệu Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói Cùng với đó, anh em ở các tỉnh xa thì phải nên cân đối thêm những chi phí đi lại, vận chuyển xe và khi mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Nhân viên bên em sẽ về địa phương của anh em để làm thủ tục và anh em ở các tỉnh xa thì cái chi phí nó sẽ rất là cao. Anh em nên cân đối và so sánh với các đại lý ở địa phương của mình xem là cái mức trên này có nhiều hay không. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 80% giá trị xe. Cụ thể anh em sẽ vay được tối đa là 404 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm cùng với mức lãi suất như em chia sẻ trong phần đầu video. Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,4 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,2 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,2 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Về điều kiện để anh em mua trả góp, chỉ cần anh em không nợ xấu, bên em sẽ hỗ trợ anh em vay ngân hàng được. Anh em không cần chứng minh nguồn thu nhập, bên em sẽ hỗ trợ cho anh em. Giấy tờ anh em cần phải chuẩn bị bao gồm căn cước công dân của hai vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân tại xã phường nơi cư trú. Anh em nào mua xe đứng tên công ty, doanh nghiệp thì liên hệ trực tiếp với em, em sẽ tư vấn cụ thể cho từng anh em. Vì đặc thù, xe đứng tên công ty khác so với xe đứng tên cá nhân. <laughs> Như vậy trên đây đó là toàn bộ thông tin về chính sách bán hàng của phiên bản XL7 tiêu chuẩn Vin 2023 tại thời điểm tháng 1 2024 này. Anh em xem video có chỗ nào chưa hiểu thì liên hệ với em, em sẽ giải đáp những thắc mắc của anh em hoặc anh em có thể để lại bình luận dưới phần mô tả video em sẽ đọc và hỗ trợ tư vấn giải đáp những thắc mắc và trả lời những bình luận đó cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em